diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 12, kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, bàn và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng dự kiến sẽ thông qua 38 nghị quyết, tạo nền tảng quan trọng để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, năm mà tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, làm cơ sở để đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Kỳ họp dưới sự chủ trì của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, bão lũ, diễn biến bất thường, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Có 14 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu hội đồng phân tích, xem xét nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, tạo tiền đề phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Để tổ chức kỳ họp, trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương phối hợp chuẩn bị cho các nội dung trình kỳ họp, quá trình thẩm tra, các ban đã tiếp thu ý kiến và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trước kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri đã tổng hợp đầy đủ chuyển đến kỳ họp. Với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành theo chức trách nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Trên bài báo cáo về kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 6 chỉ thị, 6 kế hoạch thực hiện, 6 chương trình trọng điểm năm 2022 và ban hành quyết định 01 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo các sở ngành địa phương xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, có kịch bản tăng trưởng, phương án điều hành hàng tháng, quý theo ngành, lĩnh vực, nên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,56%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2023, nhiệm vụ đặt ra đối với phát triển kinh tế xã hội là khá nặng nề với 14 chỉ tiêu đề ra. Trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng GDP từ 9 đến 10%. GDP bình quân đầu người 2.670 đến 2.760 đô la Mỹ, năng suất lao động xã hội tăng 9 đến 10%, cơ cấu kinh tế dịch vụ 46 đến 47%, công nghiệp xây dựng 34 đến 35%, nông nghiệp từ 10 đến 10,5%. Để đạt các chỉ tiêu này, tỉnh đề ra một số giải pháp trọng tâm. Tập trung xây dựng, hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ các quy hoạch đề án, bao gồm quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn 2065. Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, đề án phân loại đô thị loại 4 đối với Phong Điền. Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế đến 2030, tầm nhìn 2050. Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế. Tập trung triển khai hiệu quả các quy hoạch đề án, quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 định hướng đến 2050, phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang cầu 2 đến 2030, xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đẩy mạnh lại cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế.
Cùng với đánh giá kinh tế xã hội, kỳ họp lần thứ 5 cũng xem xét các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan. Việc thi hành hiến pháp, pháp luật, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ lần thứ 5, đánh giá kết quả công tác của các cơ quan tư pháp và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn thảo luận xem xét thông qua 38 nghị quyết thuộc thẩm quyền và thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đây là những nội dung quan trọng, là cơ sở pháp lý để áp dụng trong quá trình điều hành của các cấp chính quyền như chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đội trưởng, đội phó, đội dân phòng, chính sách về thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành y tế, chính sách cho phát triển ngành giáo dục, các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế hoạch đầu tư xây dựng. Ngày mai ngày 9 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh dành phần lớn thời gian để họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 để đề ra các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.